Tô Tiểu, anh muốn chăm sóc em cả đời. Em có đồng ý lấy anh không? Tô Tiểu, sao cô vào được đây? Trương tổng biên tập sao vào được đây? Tôi vào kiểu gì kệ tôi. Không ngờ đấy. Tô Tiểu, tôi cứ nghĩ cô sẽ luôn thành cao cơ. Hóa ra cũng biết cúi mình vì danh lợi. Chỉ không biết là người đàn ông nào. Đã được, những đại gia tôi giới thiệu cô còn chê. Anh ta có tài cán gì mà đưa được cô vào chiêu lộ? Đúng vậy, anh ấy rất có bản lĩnh. Trương Ngọc Mai tức đỏ mặt. Lúc này, Lục Thiếu Minh và Lý Thần Hy cùng bước vào. Tiểu Tiểu, hai người các anh đều là đàn ông của em à? Trương Ngọc Mai theo bản năng nghĩ rằng hai người này chỉ là phú nhị đại bình thường, mê mẩn sắc đẹp của Tô Tiểu nên đưa cô ta vào chiều lộ. Anh, đây chính là tổng biên tập cũ của em. Tô Tiểu, cô đừng hòng dọa tôi. Ai mà không biết anh trai cô chỉ là tên béo phì vô công rồi nhỉ? Cô gọi người đàn ông này là anh, chắc không phải là trò chơi riêng tư của các người đấy chứ? Nói đến đây, Trương Ngọc Mai càng đắc ý. Không biết bà già này lấy đâu ra dũng khí mà lại liều lĩnh như vậy. Lý tổng, anh cứ đứng nhìn vợ mình bị ức hiếp à? Lý tổng nào ở xó xỉnh nào vậy? Con tưởng mình là nhân vật lắm à? Mua lại phong ngôn, đuổi tổng biên tập ra khỏi Bắc Thần. Các tạp chí khác đều không được nhận cô ta. Giờ ai vậy? Còn mua lại phong ngôn, tưởng mình là tổng tài bá đạo lắm à? Trương Ngọc Mai vẫn gào thét không biết trời cao đất dày. Cho đến 2 phút sau, điện thoại của cô ta reo lên. Anh Lô, Tiểu Trương à, có chuyện gì tìm tôi vậy? Tôi đang tham gia sự kiện tuyển dụng. Có gì mày nói tiếp nhé. Quả nhiên một lúc sau, sắc mặt Trương Ngọc Mai tái nhợt. Anh nói gì cơ? Anh định mua lại phong ngôn à? Sao có thể được? Cô ta liên tục hỏi mấy lần, cuối cùng nhận được đều là câu trả lời khẳng định. Sao anh lại? Tên đẹp trai lúc nãy hình như cũng tên Lý tổng. Chẳng lẽ anh ta chính là tổng tài tập đoàn Lý trong truyền thuyết? Trương Ngọc Mai hối hận vì mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn, mặt mày khổ sở, không còn vẻ ngạo mạn lúc trước. Lý tổng, tôi không biết thân phận của ngài. Nếu không tôi đã chẳng nói những lời đó. Ngài là bậc đại nhân có lượng bao dung, đừng so đo với tôi. Xin lỗi Tô Tiểu đi. Xin lỗi Tiểu Tiểu. Những lời tôi nói lúc nãy đều là nói bậy. Cô cũng biết tính tôi thẳng thắn. Hay nói lung tung, cô nói giúp tôi với Lý tổng đi. Đừng để anh ấy mua lại phong ngôn. Quyết định của Thần Hy tôi cũng không thay đổi được. Trương tổng biên tập nhầm người rồi. Bảo vệ, đuổi người này ra ngoài. Cô lấy tư cách gì đuổi tôi ra ngoài? Cô chỉ là gặp may lấy được Lý Thần Hy thôi. Nhưng tôi có thiệp mời chính thức tham dự chiêu lộ. Cô muốn lấy thế hiếp người à? Em là nhầm đối tượng rồi. Lấy tư cách gì ư? Lấy tư cách cô ấy là tổng biên tập chiêu lộ. Sự kiện này đều do cô ấy tổ chức. Cô nói xem cô ấy có thể đuổi cô đi không? Trương Ngọc Mai quá sốc khi biết Tô Tiểu là tổng biên tập chiêu lộ, quên mất phản kháng, cho đến khi bị bảo vệ lôi ra khỏi sự kiện. Hóa ra, chiêu lộ với tư cách tạp chí hàng đầu tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Trương Ngọc Mai cũng tham dự với tư cách đồng nghiệp. Nhưng cô ta không biết thân phận của Tô Tiểu, nên mới xảy ra tình huống lúc đầu. Từ khi tạp chí tuyển dụng ra mắt, Lý Thần Hy lại liên tục nhận một số cuộc phỏng vấn của truyền thông. Nhìn thấy con trai có vẻ sùng vợ, Lý Mẫu và Lý Bà không khỏi than thở. Thằng nhóc này trước đây còn thế không lấy vợ, giờ cũng chịu thua rồi. Dù sao cũng là đàn ông nhà họ Lý. Thằng nhóc này mở mang quá muộn. Tôi đã bàn với vợ chồng Vân Hương rồi. Đám cưới của hai đứa nhỏ phải tổ chức lớn. Tiểu Tiểu vừa mới về nhà họ Lục, vẫn là con dâu nhà họ Lý chúng ta, không thể để bất kỳ thân phận nào của nó bị thiệt thòi. Con nói đúng. Thần Hy vội vàng đi đăng ký kết hôn. Không tổ chức đám cưới là không được. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ chúng ta bắt nạt Tiểu Tiểu. Giờ Tô Tiểu là bảo bối của nhà họ Lý, sao có thể lơ là bảo bối được? Được rồi, việc này để con lo. Wow, đẹp quá. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Cảm ơn chồng. Khi anh ấy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, Lý Thần Hy đột nhiên lấy ra viên kim cương. Tô Tiểu, anh muốn chăm sóc em cả đời. Em có đồng ý lấy anh không? Tô Tiểu cảm động đến rơi nước mắt, không nói nên lời. Chị em, mau đồng ý đi. Chồng em quỳ đến sát sách đầu gối rồi. Quỳ thêm chút nữa thì sao? Có lấy hay không, Tiểu Tiểu còn phải suy nghĩ thêm. Thanh Hoa nói đúng. Tô Tiểu nghe lời bạn thân mà cười trong nước mắt. Cô ấy tự nhiên không nỡ. Lý Thần Hy tiếp tục quỳ. Em đồng ý, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Lý Thần Hy cầu hôn hoành tráng như vậy, tôi đó đã lên hát sốc. Đáng lẽ điều này phải là của tôi. Nếu không có Tô Tiểu, tiểu thư nhà họ Lục chỉ có mình tôi. Vợ của Lý Thần Hy cũng sẽ là tôi. Tất cả là do sự xuất hiện của Tô Tiểu, cướp đi mọi thứ của tôi. Mạn Mạn trước đây chị nói sẽ dẫn tôi gặp tổng giám đốc Lục. Khi nào có thời gian vậy? Anh trai tôi ngày mai có một buổi tiệc, tôi có thể dẫn cô đi. Nhưng cô phải báo cáo toàn bộ hành tung của Lý Thần Hy cho tôi. Được, bảo bối có nhớ tôi không? Lục Thiếu Minh đi công tác mấy ngày nay, ngày nào cũng muốn nhận được tin nhắn của phụ nữ. Nhưng dù anh ta có làm mới điện thoại hàng trăm lần, cũng không có tin nhắn của phụ nữ. Có nhớ không? Hóa ra Lục Thiếu Minh chỉ có dục vọng với tôi, hoàn toàn không có sự tôn trọng. Bên cạnh tổng giám đốc Lục có nhiều phụ nữ như vậy, sao có thể thiếu tôi được? Tôi có nhớ hay không có ý nghĩa gì với anh? Người phụ nữ này thật giống con mèo hoang, động một chút là cào tôi một cái. Thẩm Thanh Hoan, em là của tôi. Thẩm Thanh Hoan bị anh ta bắt nạt một trận, trên người toàn là dấu vết đen. Thanh Hoan, em làm sao vậy? Bạch Linh Linh cũng là một bờ là người sắc đẹp, chỉ là cô ấy không đẹp bằng Thẩm Thanh Hoan, fan cũng không nhiều bằng cô ấy. Những năm qua, Bạch Linh Linh không ít lần mua thủy quân để bôi nhọ cô ấy. Không ngờ người từng cao ngạo như cô
không có ngày thông suốt. Chẳng trách gần đây tài nguyên của cô tốt như vậy. Hóa ra là bám được đại gia. Nói đi, người đàn ông đứng sau cô là ai? Tổng giám đốc Trương hay tổng giám đốc Vương? Hai người mà Bạch Linh Linh nhắc đến đều là giám đốc công ty giải trí. Cả hai đều lớn tuổi có thể làm cha họ. Không liên quan đến cô. Đã làm gái, còn muốn giữ danh dự. Chưa kịp để Bạch Linh Linh rời đi, cô ấy đã bị người chặn lại. Cô là ai? Tần Vũ Vi đi theo Lục Man và tìm Lục Thiếu Minh. Rồi trên lầu 2 bắt gặp cô ta và Thẩm Thanh Hoàn thân mật. Tần Vũ Vi không thể chấp nhận. Lục Thiếu Minh thật sự có phụ nữ rồi, cô không cần biết tôi là ai. Tôi cũng giống như cô, đều không ưa gì người phụ nữ này. Tôi có thể giúp cô làm cho cô ta thân bại danh liệt. Bạch Linh Linh nửa tin nửa ngờ, rõ ràng không tin Tần Vũ Vi tốt bụng như vậy. Cô giúp tôi tìm tạp chí, tôi sẽ cho cô một số tin tức nội bộ, nhất định phải đè bẹp cô ta. Vài ngày sau, hát sát bùng nổ, tin tức về Thẩm Thanh Hoan và lãnh đạo công ty dâm loạn. Lục Thiếu Minh nhìn tin tức trên mạng, mặt đen lại. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.